Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu việc thu hồi khẩn 11 loại thuốc có chứa chất ranitidine, tạp chất nghi ngờ có thể gây ung thư cho người sử dụng. Yêu cầu thu hồi này được gửi đi căn cứ theo thông báo của Cơ quan Khoa học Y tế Singapore và Cơ quan Quản lý Dược phẩm Thụy Sĩ. Sau khi kiểm định các thuốc chứa ranitidine, thì cơ quan quản lý phát hiện có tạp chất có nguy cơ gây ung thư nếu hàm lượng vượt quá ngưỡng cho phép của quốc tế. Hiện Cục Quản lý Dược đang yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc phối hợp với các nhà phân phối thuốc trên toàn quốc thông báo thu hồi tất cả lô thuốc thành phẩm có chứa hoạt chất này.